30 năm không đủ, tại sao ta không thể đi 50 năm? Hai nhân đã sống ở trấn này 8 năm, nhưng diện mạo của anh ấy không thay đổi chút nào. Chuyện này nhanh chóng lan truyền thành tin đồn trong thị trấn. Thế là Hà Nhân đã bước ra khỏi cửa hàng quan tài mà anh ấy đã ở 8 năm. Hà Nhân đã tự đặt cho mình một mục tiêu nhỏ, chính là muốn xem Niệm Nhân sống thế nào. Chẳng trách nữ nhân đó nghe thấy ta muốn đến thăm mà mặt mày khó chịu. Ta đã mất 50 năm mới đến được đây. Người thường nếu xui xẻo, sống đến 50 cũng là khó lắm rồi. Đây là một trấn nhỏ dưới chân núi Linh Lung Tông. Ban đầu, Hà Nhân định lẻn vào Linh Lung Tông để xem tình hình của Niệm Nhân. Nhưng nhanh chóng Hà Nhân đã bỏ ý định này. Vì quanh vùng Linh Lung Tông đang lan truyền truyền thuyết về Lý Niệm Nhân. Linh Lung Tông xuất hiện một thiên tài ngàn năm có một. Chỉ trong 50 năm nhập môn đã đạt Kim Đan Đại Thành. Đối mặt với thiên chi kiều nữ như vậy, vô số thanh niên tài tuấn không ai không đổ xô tới. Muốn kết làm đạo lữ với cô ấy. Tuy nhiên đối mặt với vô số thiên tài, phản ứng của Lý Niệm Nhân luôn chỉ có một câu, tất cả các người cộng lại cũng không bằng trường sinh bất tử. Lâu dần, Niệm Nhân cũng được giới tu tiên gọi là người tu tiên thần túy nhất, bởi vì chấp niệm với trường sinh của cô ấy không ai sánh bằng. Anh Di Đà Phật, thí chủ, sao người có thể nằm trong quan tài được? Quan tài chính là chỗ để người chết nằm. Tiểu Hòa Thượng, lời này của ngươi nói không đúng rồi. Người phàm hay không phàm cũng không thể thoát được cái chết. Cuối cùng thì cũng không thể tránh khỏi kết cục này. Sớm muộn gì cũng chết. Nếu đã như vậy, tại sao người sống lại phải ghét bỏ nơi trở về cuối cùng của mình? Anh Di Đà Phật, cảm ơn thí chủ đã chỉ dạy. Tiểu Tăng đã có cái nhìn sai lầm. Không ngờ người tuy nhỏ, cũng khá có ngộ tính đấy chứ. Nói đi, Tiểu Hòa Thượng, đến tiệm quan tài của ta làm gì? Gần đây Thiên Phật Tự và Linh Lung Tông hợp được hàng phục một tên ma tu. Tên ma tu đó thì chết không theo, cuối cùng bị trưởng lão Linh Lung Tông giết chết. Dù cho vị thí chủ đó làm nhiều việc ác, Tiểu Hòa Thượng không muốn thấy ông ta phơi thây nơi hoang dã, nên muốn tìm một cỗ quan tài để mai táng ông ấy. Ngươi có tiền không? Ta mở cửa làm ăn kiếm tiền, không thể nào làm ăn lỗ vốn được. Ta đã chuẩn bị sẵn rồi. Một viên linh thạch trung phẩm, có thể hưởng dịch vụ tốt nhất của ta. Xin hỏi khi nào có thể xuất phát? Bây giờ có thể đi ngay, nếu còn kéo dài nữa thì thi thể kia sẽ bắt đầu thối rữa mất. Người chết chỉ là một cái đầu rơi xuống đất, ít nhất cũng phải đào cái hố mà chôn người ta cho đoàn hoàng chứ. Dưới tu tiên này, ta thấy chỉ có vị Tiểu Hòa Thượng này là còn chút tình người. Tiểu Hòa Thượng, dựng bia cần phải biết tên của người chết. Ông ta tên là gì? Vị thí chủ này là tông chủ của Thiên Ma Tông, ngoại hiệu là Huyết Ma Lão Tổ, tên cụ thể thì không ai biết. Còn về người dựng bia ơi, thì thí chủ tự xử lý đi. Tiểu Hòa Thượng bị giới luật hạn chế, không thể lập bia cho người. Thiên Ma Tông Huyết Ma Lão Tổ chi mộ. Người đưa tang. Thí chủ, ngoại hiệu của ngươi là Diệp Người Đưa Tang à? Đúng vậy, ta là người bán quan tài, chuyên lo việc thu xếp hậu sự và chôn cất. Nếu không phải là người đưa tang thì là gì? Việc của ta nhận tiền làm cũng đã xong rồi, ta đi trước đây. Sau này nếu có chuyện như thế này nhớ đến tìm ta nhé. Lần đầu tiên gặp một người kỳ lạ như vậy, trên người thí chủ này có một cảm giác khó tả khiến người ta không thể nói ra được. Sau khi Hà Nhân quay về tiệm quan tài, anh tò mò nhìn vào chiếc răng trong tay. Đây là thứ phát hiện được trên người lão tổ ma huyết đó. Trên đó có khắc vài trận văn nhỏ, có vẻ như đây là loại trận văn dùng để lưu trữ. Lão tổ huyết ma đã dày công như vậy, chắc chắn bên trong có thứ không tầm thường. Hà Nhân bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Dù trận pháp của lão tổ huyết ma rất cao minh, nhưng đối với Hà Nhân, tất cả đều không thành vấn đề. Một ngày không được thì một tháng. Chỉ cần Hà Nhân không từ bỏ trận pháp trên răng này, rồi một ngày nào đó sẽ bị lãng quên. Hà Nhân thí chủ, hôm nay, bần tăng nhất định phải cùng ngươi tranh luận 300 hiệp. Ngươi dù sao cũng là người kế thừa Thiên Phật Tự, đại sư nhất lưu. Nếu để người khác thấy ngươi như thế này, chẳng phải sẽ bị cười nhạo sao? Họ muốn cười thì cứ để cho họ cười. Dù họ có tâng bốc ta lên trời, cũng không thể thay đổi sự thật rằng ta đã thua suốt 20 năm. Nghe ý ngươi nói, hôm nay ngươi vẫn muốn tranh cãi với ta. Đương nhiên rồi, không tranh cãi với ngươi, ta đến tìm ngươi làm gì? Trong số những người mà tôi biết, chỉ có ngươi mới có thể so tài với ta về Phật Pháp. Nhưng nói thật, thiên phú tu luyện của ngươi thật sự rất kém, cảnh giới của ngươi tiến bộ cũng quá chậm, ta thật sự lo lắng một ngày nào đó ngươi sẽ bất cẩn mà chết đi, lúc đó ta biết tìm ai để tranh luận Phật Pháp đây. Tư chất tu luyện không phải do ta quyết định, ta có thể làm gì được chứ? Không có tư chất tu luyện, ta có thể giúp ngươi mà. Dù không thể thay đổi sự thật là ngươi không có linh căn, nhưng kéo dài tuổi thọ thì vẫn không thành vấn đề. Ngươi luôn không nói cho ta biết ngươi đã sống bao lâu. Ta không muốn mất đi một người bạn như ngươi đâu. Sinh tử có số, phú quý tại thiên, chuyện tuổi thọ không cần phải coi trọng như vậy, mọi thứ cứ để tự nhiên là được. Hôm nay ta không muốn tranh luận với ngươi, ta có một việc muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Không giúp, trừ khi ngươi đồng ý để ta kéo dài tuổi thọ cho ngươi. Không vấn đề, nếu ngươi đồng ý giúp ta việc này, ta sẽ đồng ý cho ngươi kéo dài tuổi thọ của ta. Là chuyện gì vậy? Ngươi cứ nói đi, đại sư nhất hưu ta đảm bảo làm được. Ngươi đến Linh Lung Tông, chắc là để tham gia buổi lễ nhậm chức trưởng lão của trường sinh tiên tử nhỉ? Sao vậy? Ngươi cũng muốn đi xem thử à? Không phải, ta muốn nhờ ngươi đưa cái này tận tay ra cho trường sinh tiên tử. Hà Nhân, đừng nói với ta là người thích trường sinh tiên tử. Nữ nhân đó không hứng thú với đạo lữ đâu. Ngươi cũng đừng phí công vô ích nữa. Ngươi chỉ cần giúp ta đưa vật này đến tay cô ấy là được. Không cần nói những lời thừa thãi. Nếu ngươi làm được, ta sẽ đồng ý kéo dài tuổi thọ cho ngươi. Nói trước nhé, ta có thể giúp anh giao đồ, nhưng ta không thể nhắc đến tên ngươi. Nếu để người theo đuổi tiên tử trường sinh biết chuyện này, ngươi có khả năng sẽ chết rất thảm. Được thôi. Sau khi nhận được câu trả lời từ Hà Nhân, Nhất Hương mang theo tượng gỗ rời khỏi tiệm quan tài. Tiểu Hòa Thượng, 80 năm sau gặp lại. Niệm Nhân, buổi lễ sắp bắt đầu rồi.
Sư phụ, con không muốn làm trưởng lão, con chỉ muốn yên tĩnh tu luyện. Con vẫn chưa buông bỏ được hắn. Con bước vào con đường tu tiên chính là vì hắn. Nếu không có huynh ấy, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa. Nhưng hắn là một người phàm, hai người thuộc về hai thế giới khác nhau. Con hiểu chứ? Sư phụ, người không hiểu đâu. Huynh ấy nói con đường trường sinh rất dài. Nếu một ngày nào đó con quay đầu lại, huynh ấy chắc chắn sẽ đứng sau lưng con. Hạ nhân huynh đã nói điều đó thì huynh ấy nhất định sẽ làm được. Được rồi, sư phụ, chức vị trưởng lão này con vẫn sẽ tiếp nhận. Con không muốn dừng bước trên con đường này. Vì con biết, hạ nhân huynh cũng sẽ không dừng lại. Thượng Thanh Quan tặng 2 viên lưu ly đan. Thiên Phật Tự tặng 1 cuốn kinh Phật. Đến phần gửi quà mừng của Thiên Phật Tự, Nhất Hư lo lắng đến mức gãi đầu, vì hắn ấy không biết làm sao để gửi đi tượng gỗ của Hà Nhân. Cái tên Hà Nhân kia thật đáng ghét, nếu ta không giữ lời hứa, hắn tuyệt đối sẽ không để người khác kéo dài mạng sống của mình. Trường Sinh Tiên Tử, sư điệt còn có một món quà khác tặng người. Cái này, nhìn hình dáng động vật đặc biệt này, chỉ có Hà Nhân ca ca mới làm được, người khác không thể sánh được. Hà Nhân ca ca của nhiên không làm ta thất vọng, huynh ấy nhất định luôn ở bên cạnh ta rất thích món đồ này. Sau khi buổi lễ kết thúc, ngươi một mình đến gặp tiên ta, cảm ơn tổ tiên của Linh Lung Tông đã phù hộ. Nhiệm nhân cuối cùng cũng đã suy nghĩ thấu đáo. Mặc dù bối phận, thực lực và tuổi tác của Nhất Hư chỉ thiếu một chút nữa thôi, nhưng đây không phải là vấn đề lớn. Đợi mấy vị lão hòa thượng ở Thiên Phật Tự thoái vị, bối phận của Nhất Hư sẽ tự nhiên tăng lên. Về mặt thực lực thì có chút khó khăn, dường như ở Linh Lung Tông không có công pháp song tu nào tốt. Nhất Hư hiền chất, sư phụ của ngươi, Thiền sư Huệ Hải, gần đây sức khỏe thế nào? Bẩm tông chủ, sư phụ của ta vẫn khỏe mạnh, chỉ là gần đây có chút ngộ ra điều gì đó nên mới để tiểu tăng đến đây. Không kiêu ngạo, quả nhiên thầy giỏi trò tốt. Chuyện của mấy người trẻ các ngươi, thế hệ cũ chúng ta không nên can thiệp. Sau này, khi ngươi đạt cảnh giới ổn định rồi, nhờ đến Linh Lung Tông để cầu hôn nhé. Tông chủ, ngài hiểu lầm rồi, ta không phải. Aiya, người trẻ làm việc đừng nên quá lề mề như vậy, cũng đừng vì khả năng của mình hiện tại hơi yếu một chút mà ngại ngùng. Người ta nói rất đúng, gái hơn 3 ông cục vàng, gái hơn 30 tặng cả giang sơn, con gái hơn 3 tuổi đã vào hàng tiên nữ. Đệ tử đóng cửa của ta tuy lớn hơn ngươi 50 tuổi, nhưng đối với người tu hành, điều này không phải vấn đề lớn. Còn về sư phụ của ngươi, triệu đức chủ ta sẽ tự mình nói với hắn. Sư phụ ngươi vẫn phải nể mặt ta một chút. Tiểu tăng đến đây là chờ gặp riêng với trường sinh trưởng lão để giải thích. Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ, Tiền Chu Tước, Hậu Huyền Vũ, quả nhiên là một nơi phong thủy bảo địa.